rất ấn tượng trước những thành tựu, đặc biệt là quá trình phục hồi sau Covid-19. Đây là những chia sẻ của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. And he's given possession away in a dangerous place. Confident pass. There's an opening here. Oh, fantastic block. Good interception. That's nicely played. We're entering injury time. Let's see how this sub changes things. And the referee draws the match to an end. It finishes level.